Câu chuyện 1. Tôi 30 tuổi và là nam. Vợ tôi, Jessica, 22 tuổi. Vợ tôi có một cậu con trai 7 tuổi, Mark. Cô ấy có con khi cô ấy 15 tuổi. Cha đứa bé là bạn trai cũ của cô ấy khi còn đi học và cùng tuổi với Jessica. Anh ta đã rời khỏi thành phố cùng gia đình khi họ biết rằng cô ấy đang mang thai. Jessica không biết anh ta đang ở đâu và vì gia đình cô ấy cũng có điều kiện nên cô ấy không thực sự cần hoặc quan tâm đến sự hỗ trợ của anh ấy. Tôi gặp Jessica khi cô ấy 20 tuổi, chúng tôi hẹn hò trong một năm, rồi kết hôn khi cô ấy 21 tuổi. Tôi yêu Mark và nuôi dạy cậu bé như thể là con trai của tôi. Tháng trước, Mark cùng Jessica bất ngờ đến sở làm của tôi để cùng đi ăn trưa. Trong khi chờ đợi tôi họp xong, cô thư ký lễ tân, Cờ Lê, đã nói chuyện với Jessica. Tôi không có mặt ở đó, nhưng Cờ Lê đã rất sửng sốt trước vẻ ngoài trẻ trung của Jessica, và Jessica cũng nói cô ấy 22 tuổi. Rõ ràng Cờ Lê đã suy nghĩ một chút và đi đến kết luận sau. Jessica 22 tuổi và tôi 30 tuổi, Mark 7 tuổi, và điều đó có nghĩa là Jessica và tôi có Mark khi cô ấy 15 tuổi và tôi 23 tuổi. Rõ ràng là, từ ngày đó trở đi, Cờ Lê bắt đầu buông chuyện về chuyện này. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nhận thấy Cờ Lê đột nhiên thay đổi thái độ với tôi, nhìn tôi chằm chằm khi cô ấy thấy tôi không để ý hoặc trợn mắt khi tôi nói chuyện với người khác. Hôm nay ở chỗ làm, khi tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh, tôi tình cờ nghe thấy Cờ Lê buông chuyện với một nhân viên mới về, người vợ chưa đủ tuổi của tôi bên ngoài. Tôi rời khỏi nhà vệ sinh rồi đi đến phía sau Cờ Lê. Cô ấy quay lại và nhìn tôi như một con nai và ngơ ngác. Tôi tuyên bố rất to rằng, chào Cờ Lê. Để tôi nói cho cô hay, tôi không phải là cha ruột của Mark. Trong tất cả những lời đồn của cô với người khác, cô quên mất khả năng hiển nhiên nhất, đó là tôi là cha dượng của thằng bé. Nhân tiện, tôi sẽ báo cáo cô với phòng nhân sự về việc này. Tôi đến thẳng phòng nhân sự và nói rõ với họ những gì Cờ Lê đã nói, và người quản lý ở đó là một người bạn hay buôn chuyện của Cờ Lê hỏi tôi có thực sự muốn báo cáo Cờ Lê vì một chuyện nhỏ như vậy không. Tôi nói có. Sau đó, cô ấy nói với tôi rằng Cờ Lê là một bà mẹ đơn thân và rất cần công việc này, và tôi không nên làm cô ấy xấu hổ trước mặt mọi người như vậy. Tôi vẫn cứ làm báo cáo. Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi cảm thấy hơi tệ về những gì mình đã làm. Cờ Lê khóc tại bàn làm việc và xin về sớm. Liệu tôi có phải là một thằng khốn khi xử lý vấn đề như vậy không? Câu chuyện 2. Hôm qua sinh nhật tôi nên tôi và chồng đã mời người bạn thân nhất của anh ấy là Mark T và bạn gái đang mang thai là Chen qua nhà ăn đồ nướng. Họ sống cách chúng tôi 2 căn nhà. Chỉ có chúng tôi, 3 đứa con của chúng tôi và 2 người họ, và 3 đứa con của họ. Tôi đã chi khoảng 2 triệu cho bánh mì và xúc xích. Mark T cũng xuất hiện với 1 kg bánh mì. Trong khi hai ông chồng nướng đồ ăn, tôi đi bơi với bọn trẻ trong hồ bơi của chúng tôi. Chen ngồi gần hai ông chồng và chơi điện thoại. Khoảng 5 giờ 30 phút chiều, hai ông chồng kêu bọn trẻ lên ăn. Tôi và đứa con giữa, 9 tuổi, vẫn chưa đói nên chúng tôi tiếp tục bơi. Chúng tôi bơi thêm 40 phút nữa. Tôi không để ý đến bất cứ điều gì đang diễn ra ở lò nướng. Khoảng 6 giờ 15 phút chiều, chồng tôi nói rằng anh ấy sẽ đi mua bia, vì vậy tôi mới kêu con lên ăn luôn. Khi hai mẹ con tôi đến lò nướng thì hai ông chồng đã rời đi, và Chen cũng vậy và tất cả đồ ăn. Chính xác, khi hai mẹ con tôi đến lò nướng thì mọi thứ đã biến mất. Không còn gì luôn, tôi gọi cho chồng hỏi đồ ăn đâu và anh ấy nói rằng đồ ăn ở trên lò nướng. Tôi nói với anh ấy rằng đâu có gì đâu. Im lặng một hồi, chồng tôi nói, Chen có hỏi rằng liệu cô ấy có thể lấy một ít đồ ăn thừa không nhưng chắc cô ấy không lấy hết đâu. Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng vẫn còn ít nhất 8 chiếc bánh mì kẹp thịt và 10 cái xúc xích, cũng như xà lách và nui khi hai ông chồng vừa đi lúc 10 phút trước. Tôi bảo anh ấy gọi cho Mark T và hỏi xem tất cả đồ ăn ở đâu. Sau khi nói chuyện với Mark T, anh ấy gọi lại cho tôi và nói rằng Mark T nói Chen chỉ lấy một ít vì đồ ăn đã gần hết, nhưng con trai lớn của tôi, 13 tuổi, ngược lại nói với tôi rằng nó thấy Chen đi ra khỏi nhà chúng tôi và mang theo toàn bộ đĩa đồ ăn, gồm cả một đĩa nướng bằng giấy bạc cỡ lớn. Lúc này tôi bực lắm. Tôi và con trai tôi chưa ăn gì cả. Chồng tôi cũng tức lắm nhưng anh ấy lại chỉ mua tí đồ ăn nhẹ tại cửa hàng thay vì làm ầm lên. Tôi không thực sự trách anh ấy và Mark T là đồng nghiệp nên thôi. Nhưng dù sao đi nữa, điều khiến tôi rất ngạc nhiên hơn là Chen và các con cô ấy quay lại sau hơn 45 phút và hỏi xin một ít bánh kem của chúng tôi. Tôi nói với Chen rằng các con cô ấy được nhưng cô ấy thì không. Cô ấy hỏi tại sao và tôi nói, tôi khá chắc là cô đã ăn rất nhiều vì cô đã lấy hết toàn bộ bữa tối của tôi trước khi tôi và con tôi kịp ăn. Cô ấy cố cãi rằng chồng tôi đã bảo cô ấy ăn đi, rằng một nửa là của cô ấy, vì họ mang theo một ký thịt xay, và rằng cô ấy không nhận ra tôi và con tôi chưa ăn gì, trong khi cô ấy ở cạnh lò nướng suốt thời gian đó. Tôi chỉ nhún vai và bỏ đi. Cô ấy bảo các con đi thôi và chúng rời đi mà không có bánh. Bây giờ tôi cảm thấy mình có thể là kẻ khốn. Không ai nói gì cả nhưng tôi biết là có căng thẳng. Câu chuyện 3. Tôi, nữ,
27 tuổi, đã kết hôn với chồng tôi, 34 tuổi, được 5 năm. Chồng tôi là một người sùng đạo, và anh ấy đã theo đạo này từ khi lớn lên. Tôi tôn trọng niềm tin của anh ấy, mặc dù tôi không chia sẻ chúng và không có ý định cải đạo. Tôi lớn lên trong đức tin Kitô giáo. Tuy nhiên, tôi đã bỏ đạo đi khi trưởng thành do bị lạm dụng tình dục trong nhà thờ của mình, điều mà không ai tin là đã xảy ra vì người thực hiện việc đó chính là mục sư. Gần đây, chồng tôi gây áp lực buộc tôi phải chuyển sang đạo của anh ấy. Anh ấy nói rằng điều đó sẽ mang chúng tôi lại gần nhau hơn và tạo nên một gia đình hòa thuận hơn. Tôi hiểu vì sao anh ấy nghĩ vậy, nhưng tôi tin chắc rằng đức tin là một hành trình cá nhân và tôi không nên bị ép buộc vào điều gì đó mà tôi không tin tưởng. Thêm nữa, chồng tôi, mặc dù theo tôn giáo của anh ấy, không phải lúc nào cũng thực hành những gì anh ấy giảng. Anh ấy muốn tôi tuân theo các vai trò giới tính truyền thống nhưng anh lại thường lơ là trách nhiệm của bản thân ở nhà. Anh ấy nhanh chóng đánh giá hành động của người khác, mặc dù đức tin của anh ấy dạy rằng bạn không nên phán xét và hãy trở nên tử tế. Anh ấy đưa ra những nhận xét về người đồng tính. Sự đạo đức giả này đã làm phiền tôi một thời gian. Đêm qua, trong một cuộc nói chuyện khác để muốn tôi cải đạo, cuối cùng tôi cũng lên tiếng. Tôi nói với anh ấy rằng nếu anh ấy muốn tôi xem xét việc cải đạo, anh ấy cần phải làm gương tốt hơn bằng cách thực sự sống theo các giá trị tôn giáo của mình. Tôi chỉ ra rằng anh ấy nên bắt đầu bằng việc hoàn thành trách nhiệm của mình. Rằng anh ấy phải kiếm được nhiều tiền hơn tôi và thực sự đưa ra quyết định trong nhà. Tôi là một y tá và anh ấy hiện đang thất nghiệp sau khi bị cho thôi việc ở một văn phòng. Rằng anh ta nên bớt phán xét người khác vì theo đức tin của anh ta, chỉ có Chúa mới có thể phán xét họ. Tôi cũng nói rằng anh ấy nên thể hiện nhiều hơn những đức tính mà Chúa Giêsu yêu cầu nơi những người theo đạo Cơ Đốc. Rằng anh ấy nên mặc quần áo cho người trần truồng, cho kẻ đói ăn, thăm viếng tù nhân, giúp đỡ trẻ mồ côi, vân vân. Tôi cũng nói rõ rằng mặc dù tôi tôn trọng niềm tin của anh ấy, tôi không có ý định cải đạo trừ khi tôi thực sự tin vào điều đó, điều mà hiện tại tôi không làm vì hành vi đạo đức giả trong đức tin của anh ấy. Chồng tôi rất tức giận. Anh ấy buộc tội tôi là thiếu tôn trọng và làm suy yếu đức tin của anh ấy. Anh ấy nói rằng tôi đang tấn công cá nhân anh ấy và tôi không hiểu áp lực mà anh ấy phải chịu để có một gia đình tôn giáo thống nhất. Sáng nay anh ấy đến nhà thờ lúc 7 giờ để học kinh thánh và tôi đã nhận được điện thoại từ mục sư nói rằng tôi là một người phụ nữ vô duyên đã lừa một người đàn ông tốt cưới mình và tôi nên ăn năn sám hối. Tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn và email từ các thành viên trong nhà thờ của anh ấy nói rằng tôi thiếu tôn trọng và là một người vợ tồi và tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá khắc nghiệt hay không, liệu tôi không nên nói gì cả. Câu chuyện 4. Chuyện là, tôi đến trung tâm thương mại với con trai tôi, nó mới biết đi thôi. Nó đang chơi rất vui với một cô bé chạc tuổi gần đó. Giống như hai hạt đậu trong một chiếc kén đang chơi đùa cùng nhau, thật vui vẻ. Tôi khá là bự con, nên nhiều người nhìn tôi nói là tôi trông đáng sợ. Dù sao thì con trai tôi đang chơi, tôi đang ăn trưa và tôi nghĩ rằng mình cần tìm hiểu xem bố mẹ cô bé này là ai. Sau một hồi, tôi thấy mẹ cô bé rồi. Cô này là một người phụ nữ nóng bỏng, vậy nên tôi bước tới và nói, này, con của chúng ta đang chơi cùng nhau, liệu tôi có thể xin số của cô và chúng ta có thể hẹn ngày đi chơi không? Cô ấy nhìn tôi và nói, kết hôn rồi. Tôi đang nghĩ điều đó thật tuyệt, con trai tôi muốn chơi với con gái của cô ấy nên tôi nói thêm. Tôi cũng vậy, vợ tôi chắc cũng rất muốn gặp cô, mấy đứa nhỏ thấy chơi rất vui vẻ, cô có muốn hẹn một ngày đi chơi không? Lúc đó chồng cô ấy bước đến và cô ấy nói, anh chàng này đang xin số của em sau khi em nói rằng em đã kết hôn. Lúc đó tôi đang nghĩ chết tiệt, không đáng tí nào nên tôi xin lỗi và ngồi đợi con chơi xong. Câu chuyện 5. Câu chuyện bắt đầu từ 4 tuần trước khi chúng tôi quyết định mua một chiếc laptop mới cho vợ tôi. Tôi đã tìm thấy một chiếc trên thị trường rất phổ biến có giá khoảng 150 đô la, mà trên thị trường thì giá tận 600 hoặc 700 đô la. Chiếc này vừa hết bảo hành một tuần trước, và chủ cũ nói rằng nó hơi kỳ lạ. Tôi quyết định mua nó, vì tôi nghĩ dù có vấn đề gì thì tôi cũng sẽ khắc phục được. Tôi đã làm việc trong IT nên tôi nghĩ chắc kiểu gì tôi cũng xử lý được. Tôi hỏi chủ cũ xem máy có vấn đề gì không thì cô ấy nói chồng cô ấy không dùng được vì khi anh ấy sử dụng nó luôn tự tắt, còn cô ấy chưa bao giờ có vấn đề gì, và hãng nói là máy hoạt động bình thường, nó chỉ không thích làm việc với chồng cô ấy. Tôi nghĩ rằng đó là lời giải thích mắc cười nhất trong việc bán laptop nhưng thôi cũng được, mang về nhà, bật máy, bắt đầu cài Win 11 mới, rồi một phút sau máy chuyển sang chế độ ngủ. Tôi nghĩ, được thôi. Người ta có nói trước rồi nên thôi để coi sao. Tôi cài lại Win, 5 phút sau máy chuyển chế độ ngủ. Tôi bắt đầu lo lắng. Với tất cả các bản cập nhật, tôi mất khoảng 4 giờ để cài xong Win 11, vì cái laptop này đã tự chuyển sang chế độ ngủ khoảng 20 lần. Tôi bắt đầu trở nên hoang mang, tôi đi tắm xong mở máy lên cài đặt tiếp. Mọi thứ hoạt động bình thường. Làm xong hết rồi tôi đưa cho vợ. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến tối thứ 6 vừa rồi. Tôi dùng máy để làm một số công việc. Cái laptop này chuyển sang chế độ ngủ ngay lập tức. Tôi kiểu như cái quần què gì vậy. Tôi muốn hoàn thành công việc nhanh nhưng máy cứ 2 phút lại đi ngủ. Hỏi vợ tôi có phải chuyện đó cũng xảy ra với cô ấy không, cô ấy nói không. Thế là bảo cô ấy ngồi xuống và làm việc giúp tôi, và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cái laptop hoạt động bình thường mà không có vấn đề gì, nhưng ngay khi tôi vừa đến, thì 30 giây sau laptop chuyển sang chế độ ngủ. Nếu là bạn bạn làm sao?
Tôi tưởng cái laptop này phân biệt giới tính. Tôi rất bối rối, tôi lên lầu, tắm rồi quay xuống, và y như rằng, mọi thứ hoạt động bình thường. Tôi không theo đạo, không có tín ngưỡng, tôi không tin vào ma quỷ hay trái đất phẳng, tôi yêu toán, vật lý, nên bạn có thể tưởng tượng tôi đã bối rối như thế nào. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, tôi đến cái laptop thử lại lần nữa. Bạn đoán xem. Máy lại tự đi ngủ tiếp ngay khi tôi đến gần nó. Cảm giác như bất cứ khi nào tôi đưa tay đến gần phím ship, cái laptop chìm vào giấc ngủ. Tôi đã cập nhật mọi thứ, xóa và cài lại đủ thứ, cài lại driver đủ thứ, nhưng không có gì hoạt động. Bạn biết không, tối hôm đó tôi bối rối quá, tôi đi tắm chỉ để làm hài lòng chiếc laptop của vợ. Sau đó tôi quay lại làm việc và máy hoạt động bình thường. Cái quỷ gì vậy? Chiếc laptop chỉ hoạt động khi bạn là phụ nữ hoặc khi bạn đi tắm. Sáng nay tôi thức dậy, kệ luôn tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài, bỏ qua hết mọi thứ thường làm vào buổi sáng. Tất cả những gì tôi làm là lao xuống nhà, bật máy lên, ôi trời ơi! Cái laptop mở lên được một phút rồi đi ngủ. Tôi nhìn cái màn hình đen và nhìn thấy khuôn mặt của tôi trong đó. Tất cả sự tự tin và kinh nghiệm nhiều năm của tôi đang dần dần rời khỏi tâm trí tôi qua đôi mắt đục ngầu cùng với tâm hồn tôi. Điều này không thể. Điều này là không thể. Vậy điều gì có thể xảy ra? Một người đàn ông đi tắm buổi sáng. Đặc biệt là vì khi tôi quay lại, cái máy hoạt động bình thường. Tôi quá mệt mỏi nên bỏ cuộc. Tôi bắt đầu mua sách kinh thánh và tham gia các hội thuyết âm mưu trên Facebook. Tôi đang nói đùa, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ đến gần những thứ này trước đây. Hôm nay tôi không chạm vào chiếc laptop quỷ quái đó nữa và tôi đi ngủ lúc 9 giờ tối, rồi đột nhiên tôi thức dậy 2 giờ sau, và có một suy nghĩ xảy ra trong tôi. Khi đi tắm, tôi luôn tháo vòng tay ra và vòng tay của tôi có một nam châm nhỏ. Nhưng tôi lại đeo nó vào mỗi buổi sáng. Tôi lao xuống mà không đeo vòng tay, và chiếc laptop vẫn hoạt động như bình thường. Tôi chạy lên lấy vòng tay, đeo vào, chạy lại và laptop lại bắt đầu ngủ. Bạn thấy đấy. Tôi gần như bắt đầu tôn thờ một chiếc máy tính xách tay, và rồi ha ha, mọi thứ trở nên hiển nhiên. Là do nam châm trời ạ. Trong bàn phím laptop có nam châm, khi đóng nắp lại thì nam châm cảm biến để hệ điều hành nó biết là máy đang đóng lại, nên chuyển qua chế độ ngủ. Ông chồng của chủ cũ cái máy cũng đeo cái đồng hồ Apple và có nam châm trong đó. Hèn gì? Câu chuyện 6. Điều này đã xảy ra một vài ngày trước, tôi có thói quen lâu năm là mua vé số dạng Vietlott bất cứ khi nào tổng giải thưởng đạt trên 300 triệu đô. Nhìn chung, tiền mua vé số một số tiền rất nhỏ mỗi năm và theo quan điểm của tôi, đó chỉ là một khoản đầu tư nhỏ cho những khoảng thời gian vui vẻ. Gần đây, tổng giải thưởng đang dần tăng lên do không có người chiến thắng trong nhiều tuần liên tiếp, giải thưởng sẽ cộng dồn nếu không có người chiến thắng. Tuần trước là hơn 1 tỷ và tôi vẫn mua vé như thường lệ. Nhưng tôi bận quá nên chưa có đi dò, tôi quyết định đưa vé nhờ vợ đi dò. Cô ấy là một cô gái ngọt ngào, chưa bao giờ đánh bạc hay mua vé số nên cô ấy không quen với việc đi dò. Tôi đưa cô ấy chỗ dò vé số gần chỗ tôi làm và nhờ cô ấy vào dò giúp để tôi đi công việc. Một lúc sau, tôi nhận được một tin nhắn lạ có nội dung tốt nhất là anh nên ngồi xuống đi và chuẩn bị nghe tin, và sau đó là một tin nhắn lạ khác có nội dung như em sẽ không bao giờ quay lại cửa hàng này nữa. Sau đó cô ấy kể tôi nghe. Cô quét vé dò một cách chính xác và máy thông báo cô là người chiến thắng. Dòng chữ trên toàn màn hình nói là bạn đã trúng số. Một cảm giác tuyệt vời. Tuy nhiên, cô ấy lo lắng trước viễn cảnh trở thành tỷ phú, cô ấy không biết số tiền thuế được giảm là bao nhiêu, mình phải làm gì với số tiền này. Mọi sự chú ý trong cửa hàng dồn về cô ta. Sau khi thở gấp trong một hoặc hai phút, máy thông báo cô ấy đến quầy thanh toán, cô ấy bước tới và phát hiện ra rằng mình đã thắng được 2 đô la. Cô ấy không biết rằng nếu bạn trúng dù chỉ một số vào đúng chỗ thì bạn cũng thắng đủ tiền mua vé số. Dù sao thì sau khi đột ngột quay trở lại trái đất, cô ấy đã rời khỏi cửa hàng một cách đau đớn trước giải thưởng 2 đô la và cô ấy thề không bao giờ quay lại đó nữa. Nên giờ...